Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 của em. Thì cái con LG G8 này, đây các bác thấy này, nó đã lên Android 11 rồi. Đây. Đây. Thì nó đã lên Android 11 rồi. Thì cũng lên cách đây khoảng hơn tuần thôi. Thì sau đó thì cũng mới đây thì con V50 cũng lên 11 rồi. Thì anh em LG hộ nhà mình rất là buồn cười. Lúc không có thì than thở nào là LG chắc quên mình rồi, nhưng mà tới khi có rồi thì lại đích dập lên. Thì em đã lên rồi đây, thì trải nghiệm các thứ thì em thấy nó rất là bình thường luôn, rất là ngon luôn, chẳng sao cả. Có mỗi cái bong bóng chat thì nó hơi củ chuối tí nhưng mà dùng được quen hết đấy. Và em thấy là cái hiệu năng ấy em thấy nó ngon hơn đấy, pin cũng có vẻ ngon hơn một chút xíu, nhưng mà cái đấy em không quan trọng cho lắm. Thì thay vì hôm nay em khen cái con Android 11 thì em sẽ xuống đời con G8 này xuống Android 10 cho các bác xem nhé. Thì cũng nhân tiện được cho các bác xem nữa là khi mà xuống Android 10 ấy thì nó có bị đây này, có cái đâu rồi nhỉ, chờ một xíu nhá, em để linh tinh ở đâu đấy. Đây thì xuống xem là cái 8 tháng sao 8 hay không, thì xem là cái chu kỳ pin ấy nó có bị reset được không nhé. Đây thì các bác có thể thấy này, cái pin của em này đang là 32 đó, cho các bác xem cả luôn cái tình trạng pin luôn. Đâu rồi, không xem được tình trạng pin nữa các bạn, em cũng không để ý, nhưng mà đây lên Android 11 không xem được tình trạng pin nữa. Thế đây thì là cái chu kỳ pin của em đang là 32. Thì bây giờ em sẽ thử cắt reset con này về Android 10 xem là cái đấy nó hết không nhá. Rồi ok. Thì cái máy tính của em đây này, cái máy tính của em thì đang là dùng cái Windows 10 10 thôi, và em lâu rồi em không vọc vạch gì phần mềm, cho nên là cái file cái thứ là cũng mới hết nhé. Đây này các bác, em dùng file mới hết luôn. Đây đâu rồi, ở chỗ không biết vứt đâu được cơ. Đây là phần mềm này này. Đấy thì là em có đăng một cái bản Android 10 cho G8 này. Những cái link này em sẽ để hết ở mô tả cho các bác biết nhé. Và đây, đây là cái bản LG UP 1.16 đây. Đấy, và cả file DLL này nữa. Đấy thì em sẽ thử, hôm nay sẽ thử cài từ đầu cho các bác biết. Thì cái clip này nó sẽ rất là dài nha các bác. Chú ý là các bác nào đến đoạn nào không quan trọng thì các bác cứ tua đi thôi. Em thì không, cứ làm từ đầu cho các bác biết xem là nó thế nào, không may có cái lỗi gì đấy thì các bác còn có cái các bác biết, tại vì em cũng chưa biết là có cái lét được không nữa cơ. Đấy, tại vì cái file này em tải trên mạng về xem thế nào. Đó, các bác cứ cố gắng theo dõi thôi nhé. Dạo này miền Bắc nó đang là lạnh rồi, em cũng đang bị tịt mũi rồi các bạn. Cho các bác nếu mà có bị nghe không rõ thì thông cảm nhé. Đó, đang cài. Đó, các bác cứ tua đi thôi. À, hình như đang bị báo cái gì. Rồi, chơi hết. Mấy cái đây này, báo cái kiểu nó báo cái bảo mật ở trên Android 10, à trên Win 10 thôi. Đó thì cài xong rồi. Đây là file DLL này. Đây là lời này rồi. Em sẽ xem có LG app chưa. Đó thì có LG app rồi. Bây giờ sẽ là copy file DLL này và mục C x86 LG đâu? LG LG app model. Có phải đây không nhỉ? Nó có file common cơ mà. Em nhớ không nhầm hồi xưa là nó có file command gì đấy. Chết rồi, hình như là em cứ copy tạm vào đây đã xem thế nào. À đây này. Có lại vậy các bạn. Em sẽ copy lại phát. Đây. Copy thôi. Copy vào đây. Đó.
Hôm trước nhớ là nó có cái file comment, nó có một cái file cấp cả ở đây nữa đi. Lâu rồi không làm nhưng không nhớ các bạn. Nên là mong các bạn thông cảm. Rồi. Tại vì nó sẽ chạy thế nào. Tại vì giấy FG cũng có gì đâu mà chạy bằng admin luôn nhé. Thế nào. Rồi. Cho nên chắc máy của em nó còn thiếu rất nhiều driver luôn. Tiện đây em sẽ thử xem có chạy được không. Đó, thế đây này, nó cần chắc nó cần bảo là cắm cái vào đây thì đây, đây là cái cáp của em đây, em cắm vào cho các bác xem. Đó. Chọn cái chế độ nào đây? Không có gì à? Không có gì để chọn các bạn. Ồ. Đấy quá. Cứ để đấy đã. Lại, làm lại các bạn. Lâu lắm rồi không dùng cái này luôn. À, vẫn không được. MCB sẽ... nó bị sao vậy? Có khi là em phải tạm dừng cái video này đã. Để em sửa cái lỗi này. Em cũng không chưa rõ là cái lỗi này là lỗi gì. Hình như là lỗi driver thì phải. Cái này đang bị chặn. Máy này nó không phải đâu. Đấy, đây này. Nó cần rất nhiều cái driver của LG này. Đó, cho nên là em đi tìm driver. Đấy. À, thì đi tìm driver ấy. Em nhớ không nhầm là em đã có để cái driver LG ở cái driver của em. Sau này em sẽ để luôn ở ở cái mô tả cho các bác nhé. Đó, thì chị đã mất rất nhiều thời gian rồi. Đây anh em có để ở đây này. Lố rồi không 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 quan tâm. Cho nên là đây đây rồi. Đó. Đây rồi, mày có các bác. Hình như con em còn để trong ổ cứng ấy, tìm lại xem nào. Để trong ổ cứng thì có trong này thôi. Không có được á, em phải tải về. Thì đây. Đây là toàn bộ cái. Thôi cứ tải về đi, tải về tính, em cũng chưa biết là cái gì. Rồi, mất công tải quá. Lại quên tải bố cái này trước xong. Nóng hết cả người. Cần kéo ra đã. Cái nó cũng nhanh các bạn, nó sẽ cái clip nó rất là dài đấy, cho nên các bác cố gắng xem nhé. Bác nào chịu khó vọc vạch thì cố gắng mà xem thôi, tại vì em lúc nãy em cũng định cắt đi, cắt bớt cái đoạn này đi để cho đỡ dài, nhưng mà thôi em cứ chơi cả đi đấy, em chơi cả từ đầu cho các bác biết để em sửa cái lỗi này như thế nào, tại vì lâu rồi không dùng mà. Đây. Nó ở phần đây rồi. Cắt nó sang bên này cho nó chung một mối đi, kiểu gì này đó. Lỗ rồi không động đến phần mềm mà các bạn cũng phải mấy năm rồi đây, thì trong này có chờ thị máy em nó hơi chậm đó, trong này có rất nhiều cái driver. Tạm thời em cứ cứ cắm rồi cài driver này, cài trước này, sau này active lần nữa. Rồi cái này là cái gì đây? À
Cũng là ADB hết mà, thôi cài luôn này. Cứ cài từ 1 đến 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 5, em nhớ không nhầm là thế. Cài hết các bạn. Đó. ADB cài này. ADB Flatbot. Đó, cài hết. Rất nhiều driver luôn. Nếu như các bác lần đầu tiên mà cài Yoji là các bác phải cài hết những cái này. Hay không thì nó tích nhận đâu. Mình nghĩ là thế. Rồi. Tiếp theo là cài cái Motorola này. Cài luôn, cứ cài hết cái nào cài được cài các bạn. Em nhớ không nhầm là cái nào cài được thì cài, cái nào không cài được thì thôi, bỏ qua. Và cứ cắm xem nó nhận không. Không nhận thì nếu nó thiếu cái gì thì lại cài tiếp. Nó kiểu kiểu thế thôi. Thì em cứ cài hết à. Cái đại này. Đó, clip đã mất hơn 10 phút rồi. Nó mũi à. Hơi bị lâu. Các bác xem clip này chắc chán lắm nhưng mà thôi. Ông nào mà chịu có vào vạch thì xem rồi, không nào không cần thiết thì tua đi nhé. À các bạn, khi mà các bác cài ROM hoặc là KDZ thì các bác nhớ chọn một cái dây cáp nó xịn tí nhé. Chắc chắn nó phải là nhận 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 được cái con G8. Đây ví dụ như này các bác nhìn phía trái nó đây này. Nó phải nhận được G8 đàng hoàng nhé. À, thường thường em dùng cái dây bay ớt này này cũng được này. Đó, không, đây này. Đó. Cái dây bay ớt em vẫn đang dùng này. Còn cái dây em đang cắm ở trên con G8 kia là dây của Xiaomi cũng rất là xịn. Ô cái này lâu thế nhỉ. Rồi. Mấy người chờ nó cũng mệt các bạn. Đó, có lẽ nào chậm thế. Cái máy tính của em nó hơi chậm mà các bạn. Rồi, nhanh như là rồi, xong rồi. Hello. Tiếp theo là cái số 3. Cũng chạy bằng admin luôn đi. Ô, không được không ạ? Lại xem nào. Cái này máy em nó báo là chắc là không chạy được, tôi không bỏ qua. Cái nào cài được cài mà các. Nhiều khi cài xong là còn phải khởi động lại máy nữa sao các bạn. Thôi cài tiếp. Ôi trời ơi, clip được 15 phút rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chơi luôn. Nào, 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 nào. Nhanh nào. Nhanh nào. À đấy, thấy chưa các bác? Giờ nó nhận. Giờ nó mới nhận con G8 đấy. Em vừa thấy nó kêu đấy. Tiếp tục cài cái số 5. Cài bằng admin luôn. Ok, chưa cài được luôn. Đó, lên tiếp nào. Ôi, cài này lâu quá các bạn. Rồi, tiếp nào. Đã xong. Rồi, ok các bác, coi như làm cài 5 cái xong rồi. Còn chỗ driver cài trước này thì em thấy là nó y chang luôn. Nó y chang luôn này. Thế thôi, tạm thời em không cài đấy, nếu mà thiếu thì em cài tiếp. Rồi, tạm thời là em sẽ chạy lại cái LG App xem nào. Chạy lại LG App xem nó lên không. LG App. Đó, như lên rồi. Ủa, cái gì đây? Lỗi file. Không thể load. À, không có cái file này sao ấy. Không có cái file đấy. Vào lại xem nào. C
Ở đây. Sao không có mai cái file comment ấy, comment nãy đây này, như nó nói đây này. Đây này, các bác nhìn đây này. Cài lại nhá, đây này. Đấy, nhìn nếu như các bác không có cái file model này, xong đến comment này, xong com này. Đấy, comment hay com gì này thì các bác tạo nó đi. Em nhớ nó không nhầm là phải tạo LGF model này, com này. Đấy, vào đấy tạo model này. Tạo một cái file com này. Nhớ là com gì mà thôi rồi, com gì cũng được, làm cho nó một phát. Biết vào đây rồi, lại phần nữa chẳng không được thì không biết, thì khởi động lại máy. Đấy, vẫn thiếu. Không thể load cái file. Thôi rồi, em sẽ khởi động lại máy một phát. Tại vì em nghĩ là nó cũng phải khởi động lại. Đấy, và em sẽ tranh thủ em xem lại cái clip em làm cái đấy từ hồi xưa. Hồi xưa em có làm mà, lâu lắm rồi. Em để đây. Đây nè. Xin chào các bác. Đó. Thì lại là con V30 của em đây. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác biết cách KDZ cái con V30 về cái gom gốc nhé. Thì à, con V30 của em là cái bản Hàn nhé, bản Hàn mã S nhé. Mà hiện tại thì nó đang chạy cái ROM của bản 2 SIM. Em nhớ. Như các bác phải lắp này này. Rồi. Thì trong đấy nó sẽ có cái file DLN này này. Đấy. Thì cái file DLN này các bác phải copy nó vào được cái của C này. Đó. Program file x86 này. LG. LG Electric này. Electronic này. Rồi, vào cái LG up này. Vào cái model này. Vào cái comment này. Đấy, các bác phải copy được vào cái comment này. Em nhớ từ comment mà. Copy nó vào. Thôi rồi, ok, cấm lại nha các bác. Rồi, nó nhân tiện nó vừa khởi động xong. Em đã biết thiếu. Nào, chờ tí các bạn. Clip làm quá dài, quá chán. Rồi, electric, LG up. Đây, model. Cái từ này là từ comment này. Common này. Đó, anh nhớ nhận từ đấy. Nhìn lại xem. File x86 này. LG Electric này. Electronic này. Rồi, vào cái LG up này. Vào cái model này. Rồi, cái... comment đúng rồi, common đúng rồi các bạn. Chỗ chữ C này viết hoa. Cứ viết hoa như thế luôn này. Đó, và em sẽ đây này, có cái file này rồi, thử lại cho nào. À, trước tiên là cái này em chưa chưa cắm nhá, chưa cắm con NG8 nhá, xem nó có chạy không đã. Không chạy à? À, connect nó phải bắt là connect cái con G8 trước này, connect nó. Cắm dây vào. Đó, nhận này đấy. Xem nó nhận là chế độ gì. À, mà hình như là con G8 mình đã bật cái cửa lỗ B chưa không biết. Đây. Cửa lỗ B bật chưa? Rồi, bật rồi. Bật rồi nhá, gỡ lỗi USB bật rồi. Cắm lại.
sao nó không 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 ấy các bạn, không không thể kết nối được cái điện thoại này, thế đéo này nhỉ. Đấy, vẫn thiếu. Không hiểu sao. Sao nhỉ? Vẫn thiếu cái file này là sao? Copy lại phần nữa nào. Hình như cái máy G8 này của em nó có vấn đề. Có file này không được thì có file kia. Đấy các bác thấy không? Nguyên bọc vạch mỗi cái giờ hơi này đã thấy lâu lắm rồi. Đấy, à em sẽ chạy cái file LJ từ đây xem thế nào. Đó. Trời, nó không được. Chán thế nhỉ? Là như nào? Em cảm giác như là cái cảm giác như là cái con laptop của em nó chưa nhận, chưa nhận, hình như là chưa nhận. Ai xa, ôi trời ơi, nhận rồi. Thế là vừa giờ là như này các bạn, là em phải cài đây này, cái file Common DLL này này, là em nhấn chuột phải em enter nó ra. Đấy là nó nhận. Trời ơi là trời. Đó thì bây giờ là nhận rồi đấy. Đây này. Đấy. Thì bây giờ đây này, nó đang cái máy em mà G820N này đang chạy cái bản 30B này, này. Đấy thì bây giờ em sẽ tìm cái bản khác, à cái bản Android 10 nhá. Đấy thì em đang để nó ở chỗ này. Trời ơi, đấy các bạn thấy không? Nhiều khi là mò cái này gần chết các bạn. Đấy, Android 10 đây nha, em để đây này. Đấy. Open nó luôn. Open nó luôn. Đó. Và em thường thường là chọn cái Ruby, cái này cũng được này. Đấy. Chọn cái này này. Đấy. Thì hoặc chọn upgrade cũng được. Đây, thường em chọn cái đầu tiên này xem nhá. Đó. Hồi xưa nhớ là có cái gì DLL cơ. Mà thôi, thử xem đã. Không được thì biết sao tính sau. Chơi luôn đi, sợ quá hay. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào, cố lên nào. À đấy, khởi động lại máy rồi các bạn. Khởi động lại con G8 rồi đây. Đấy, khởi động mà nó sẽ vào đây. Các bạn bắt cái lỗi gì đây này. Lỗi gì rồi. Hỏng rồi. Exit làm lại. Bây giờ bị cái máy quay của em nó bị dừng mất mất một tí. Đây, chọn lại phần nào. Đấy các bạn, không thể. À, hình như là em chọn sai bản ấy. Hình như là em chọn sai cái bản này này. Đấy, em không thể dùng cái bản K này được này. Của em nó là cái bản khác. Đó, cho nên là chắc sai cái bản này rồi. Đó, sai cái bản ROM này rồi. Cho nên là em phải đi tải cái bản khác. Đó thì tạm thời em dừng cái video nhé. Tạm thời em dừng cái video đã. Rồi, tiếp tục các bạn. Thì vừa lúc nãy là em nghĩ là mình đã tải sai cái bản ROM cho cái máy của em. Thì cái máy của em đây này, nó là cái bản đây này. Thì các bác muốn biết bản của các bác là cái bản gì ấy, thì các bác vào cái trang web này nhá. Đây, cái trang web này này, lgbbs.com này này.
các bác vào cái tab thứ ba này này, có chữ LG đầu tiên này, này. Đó, các bác nhập cái email của bác vào chỗ này, cái chỗ có cái vàng vàng này này, đã nhập chỗ này, đấy thì nó sẽ ra cho các bác đầy đủ các thông tin luôn. Đấy thì đây bản quen là bản L này, LGU này, đấy. Thì lúc lúc nãy em tải là cái bản này, bản 20V nó là bản K các bạn, thì giờ em phải đi tìm cái bản L. Đó, đây. Đây vẫn là bản 11. Thì em sẽ tìm tiếp cái bản L ở đây. Đây này. Em có cái bản LGT này, 20 này, đây. Thì bản này là 20V thì chắc chắn là Android 10 rồi. Em sẽ tải bản này về. Thì các bác nhấn vào đây để tải. Đó. Nhấn vào đây tiếp. Đó. Đó đang tải về nhé. Nó những 4,3 GB cơ. Cho nên em sẽ lại tắt tắt tiếp nhé, tắt máy quay. Em chờ xong cái này em chơi tiếp nhé các bác. Ok. Giờ các bác tiếp tục. Thì cái lúc đầu em tải cái bản bên dưới này này, cái bản open này này thì là không không dùng được. Thì em vừa tải cái bản bên trên này, LGU này, thì để em xem là có được không nhé. Thì bây giờ em vẫn sẽ lại cắm lại con G8 lại. Cắm lại này. Rồi, nhận rồi. Và chạy LG Up. Chậm. Chạy bằng admin luôn nhé. Rồi, chạy tiếp, chạy tiếp, chạy tiếp. Rồi, đổi cái bản này. Đổi cái bản này thành sang cái bản LGU. Rồi, đổi rồi nha các bác. Vẫn chọn cái dòng default này xem thế nào. Start. Hy vọng là được. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Nó sẽ khởi động lại. Đấy. Nó sẽ khởi động lại cái điện thoại. Kệ nó đi. Em không không nhấc cái điện thoại lên nhá. Nó khởi động lại điện thoại rồi đấy. Nó vào chế độ đó là mode. Nào, cố lên nào, cố đúng nào. Đấy, chạy rồi này các bác. 11 rồi này. Đấy, mãi do là em download sai cái bản. Đấy, hy vọng là nó ok. Rồi, lại chờ tiếp thôi các bác. Nó ok này, em nghĩ là nó ok rồi đấy. Chờ tiếp, chờ tiếp, chờ tiếp. Chờ tiếp, chờ tiếp. Nào. Đang chạy. Các bác cứ bình tĩnh thôi nhá. Em cũng chẳng tua đâu. Rồi, em ngồi em nghịch. Ôi trời, em có cái đàn các bạn. Em ngồi nghịch đàn vậy. Khá là lâu. Vướng cái máy quay bác không nghịch được. Đấy, sắp xong rồi. Cái con đeo gì khởi động lại rồi.
không chia đàn nữa. Xong rồi đó, nó đã hiện là complete rồi. Ôi trời, may quá các bạn, không sao. Đây thì em chờ đợi nó, đợi con LG nó khởi động lên xem nó là bản bao nhiêu. May quá không có hiện tượng gì nữa. Đến thời điểm này thì các bác có thể rút cái đưa dây được rồi, chờ nó lên xem nó là cái gì. Cái lần khởi động này nó sẽ rất là lâu đấy, nên các bác chú ý. Nào, có thế nào? Nó mà cứ treo logo ở đây thì mệt lắm. Cố lên. Trẻ có lẽ lại cứ treo ở đây. Để đây như nào. Nó chưa lên các bạn. Chết rồi, không thấy nó lên các bạn, lâu quá. Nguy hiểm quá. Ây chà, lên rồi. Ôi trời ơi, lên rồi các bạn ơi. Cứ sợ quá. Chưa gì đây. Lại nữa. Rồi cố lên nào. Rồi, lên rồi. Lên rồi các bác, không chơi đàn nữa. Rồi, chơi vào cái này, chọn mấy cái này có nhầm, chọn mấy cái này cho các bác biết tiếng Việt đồng hàng nhá. Rồi tiếp theo đây, nhầm, không cần wifi đó. Ôi cuối cùng nó cũng lên, mệt quá các bạn. Cố lên. Ngon nào. Lâu quá các bác. Vẫn phải chơi tới cùng cho các bác biết là xem máy của em đang như thế nào. Đó. Bên hàng xóm thì đứa bé đang khóc cho các bác có thể nghe tiếng cha mẹ đang mắng đó. Rồi đây. Hơi lâu một tí. Thế ôi giời, làm cái clip này quá là kinh khủng. Các bác chắc không xem đây là chán lắm rồi. Đợi tiếp thôi các bạn, không biết đến bao giờ nó mới xong. Bỏ qua luôn. Đấy. Tiếp nào. Cố lên nào, cố lên, lên.
Bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn. Tôi đồng ý. Ok. Nào 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 nào, cố lên nào, nào nào cố lên nào. Tháo điện thoại này, ok này. Nào nào nào, nhanh nào. Mất thời gian của mọi người quá. Mất thời gian quá, trời ơi. Quá lâu luôn. Cháy hoài, người ta có dùng mạng đâu. Sao? Ok. Xong luôn. Thì đây, em sẽ vào lại. Em sẽ vào lại cài đặt cho các bác xem nó đang là Android mấy. Hệ thống giới thiệu điện thoại. Đấy. Nó đã về Android 10 rồi các bác. Nè. Đã về Android 10. Rồi. Em sẽ cho các bác xem là cái pin. Cái pin nó đang nó có về không không? Lúc đầu clip nó là 32 nhá, 5 4 6 3 6 8 thăng sao. 8 hay không thăng. Đây. Pin. Ôi giời. Vậy là sao các bác? Đây các bác này. Vậy là đã chứng thực là cái KDZ cái pin này vẫn vẫn không về không này. Đó. Có thấy không? KDZ ở cái refu này này. Ở cái refu này là không về không nhé. À, thì nó còn một cái cách KDZ nữa. À, các bạn thì cái cách KDZ ở cái chọn cái refu này em vẫn cần để này. Chọn cái refu này này thì nó không về không nhé. Thì em nhớ không nhầm là ở những cái bản LG app khác ấy nó còn một cái chọn là cái DDL refu thì phải. DLL refu ấy, thì cái đấy nó mới là reset toàn bộ cái máy. Nó reset toàn bộ cái máy luôn. Thì em nghĩ là khi mà chọn cái đấy thì nó mới về không. Còn bình thường thì cái này này nó vẫn không về không nhé. Đấy thì để hôm nào em rảnh thì em sẽ thử chọn một cái bản LG app khác để em xem là cái pin này nó có về không hay không. Chứ còn bây giờ là hiện tại là KDZ một cách bình thường như này thì nó không phải không. Đây này có mấy cái chọn này này. Đấy. Bắt PTL này. Đấy, nói chung là cái này vẫn chưa đầy đủ đâu. Bản này vẫn chưa đầy đủ này. Đó rồi ok. Thì đấy là cách mà các bác KDZ về về 10 nhé. À hình như em chưa nói cho các bác biết là cách để mà các bác biết được cái bản của các bác đang là bản gì. Thì đây này. Anh em cũng có nói rồi phải. Nhưng mà thôi nói lại. Thì khi mà các bác dùng máy của các bác ấy LG nhé thì các bác vào cái trang web này, trang web lgbbs.com này này, các bác vào cái phần đây cái tab em đang di con trỏ chuột đây này của chị LG này. Đấy các bác nhập cái số email của bác vào đây đó, thì khi các bác nhập email vào đây ấy, thì các bác biết được là cái bản của bác đang là bản gì. Đấy ví dụ bản em là bản L này, LGT với LGU nó là một thôi, nó là bản 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 L nhé. Đó thì khi các bác biết được bản của các bác là bản L rồi ấy, thì các bác vào cái trang này, thì cái trang này em để dưới phần mô tả nhé. Thì các bác trang này các bác nhập cái máy của các bác vào đây, ví dụ máy của em là đây này, đây em sẽ nhập cho các bác xem nhé. Máy của em là G820 đấy. Khi các bác nhập vào đây rồi ấy, thì nó sẽ đưa cho các bác đây này, A820N đó. Thì đây nó sẽ cho các bác rất nhiều bản luôn. Đấy ví dụ như 500 chẳng hạn là V500 là đấy. Thì đây ví dụ như bản LG V50 thì đấy các bác đánh cái số này, còn của em là G820 N đó, thì nó là cái này đó, em chọn cái này. Và thì đây nó ra rất nhiều các bản để cho các bác chọn. Thì đây này các bác nhớ này xem các bản là bản gì nhé. Ví dụ có chữ K đầu tiên là bản K này. Đấy tất cả những cái chỗ bản trang một này bản K này. Đây đây là bản bản L này. Đấy các bác có thể chọn sang trang 1, trang 2, trang 3. Đấy có bản S nữa này. Đấy thì các bác chọn đúng cái bản của mình và các bác tải về thôi. Tải về thì các bác nhấn vào chỗ bên chữ download này này là các bác tải về thôi. Đấy xong rồi. Thế thôi, có rất đơn giản. Còn cái bản LG Up ấy, thì em cũng để luôn ở phần mô tả nhé. Các bác cứ xuống đấy mà lấy. Rồi ok. Chào các bác.